Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời gian tới cần chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, chủ động và tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, kế thừa phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt, phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng và mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.